Chào các bạn đã quay trở lại. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách ra vô lúc không gục đằng bái. Những cái bái. Người ta thì có tiền người ta mua máy, còn mình chưa đủ điều kiện. Mình dùng bái để mình bái lúc. Đây là lúc không gục. Bây giờ chúng ta sẽ xì hơi, bắt đầu xì hơi. Sau khi đã lấy lốp xong thì chúng ta bắt đầu chuẩn bị tiến hành bái. Đây là cái lốp trước của Accenture 150. Các bạn chú ý cho tôi là cái lốp này có vành thì chưa từng xước. Chưa từng xước chỗ nào cả. Và lốp này tôi đã bái tay rất nhiều lần rồi. Tôi sẽ cho các bạn coi cái mặt trên này. Các bạn chưa hề có dấu xước nào. Gặp nhiều người họ nói là lốp không gục này khi mà mình dùng bái thì nó sẽ hư vàng. Đúng, theo tôi thì đúng. Nhưng mà đối với những người mà không biết bái, chứ thực chất ra thì lốp con ruột này ra vô lốp thì rất là đơn giản, chỉ có thay cái con ruồi này. Khi mà con ruồi này nó hư, thay con ruồi này, nếu như mà người ta không biết thì thay con ruồi này nó sẽ rất là nhanh hư. Thì thay con ruồi này rất là khó, độ khó của thay con ruồi này là... Bây giờ tôi sẽ tiến hành bái ra cho các bạn xem cái cáo của lốp không gục nó sẽ ra sao. Rồi qua sót nè. Rồi đang làm đây lắm đây. Dạ. Như bái thì chúng ta cũng như lốp có rụng. Cái thích tiền ra. Dạ. Chúng ta sẽ tiến hành bái. Bái như lốp mà lốp bình thường ấy, có rụt thì chúng ta sẽ dùng hai cây bái thôi, nhưng mà lốp không rụt này có thể chúng ta sẽ dùng hai cây bái hoặc là ba cây bái mới được. Chúng ta bái như bình thường. Chắc ra thì nó rất là đơn giản, nhưng mà nhiều người thì không làm được. Nhưng mà riêng tôi thì đối với tôi thì lúc không được rất là đơn giản. Sẽ tiến hành bái và bái xong tôi sẽ cho các bạn kiểm tra về vành có bị hư, bị méo và tróc sơ gì không. Đây là lốp không rụt. Trong này không có rụt, chỉ có lốp thôi. Bây giờ tôi sẽ lấy phần trên còn lại đây. Đây ạ, đây là cái lốp. Lốp không rụt. Đây là cái phần.
Đây là một cái phần của lốt phong gục sau khi bái ra. Bây giờ tôi sẽ cho các bạn kiểm tra thì có bị cày xước chỗ nào không. Như cảm thấy ban đầu không hề cày xước. Nhiều người thì họ có điều kiện thì người ta mua máy, còn mình không có máy thì mình phải dùng tay. Như hồi xưa mình mới làm nghề lúc đó máy cũng ở đâu có để cho là. Đây các bạn. Và cũng như vậy mình sẽ tiến hành mình bỏ vô lại và mình kiểm tra cho các bạn xem. Nó cũng bình thường thôi, chứ không có gì khó khăn cả. Đấy, phải nó vô một bên luôn. Làm video tôi sẽ làm kỹ cho các bạn xem. Nếu như mà thực chất là thì nếu như mà phải có lốt được rồi đảm bảo là sẽ nhanh hơn thoải mái. Bây giờ chúng ta sẽ bơm lại kiểm tra. Sau khi đã lốt xong và bơm xong thì người ta sẽ kiểm quay lại cho các bạn xem là cái vành của chúng ta là không bị cày xước. Là mặt này không hề bị cày xước. Sau đó sau khi chúng ta bơm xong thì chúng ta sẽ thử lại bằng nước hoặc bằng xà bông. Theo tôi thì thử bằng nước thì nó sẽ hiệu quả hơn. Cái xì thì nó sẽ nổi bong bóng lên. Vậy là video của tôi tới đây là kết thúc. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn. Nếu thấy hay nhớ like và đăng ký để ủng hộ kênh. Hẹn gặp lại các bạn.